thật là vui và hạnh phúc thì được học chung với mái trường này cùng với các bạn, và không chỉ học tập mà còn được vui chơi. Các thầy cô tạo cho em một môi trường rất là thoải mái và tuyệt vời. Học tập tại trường Linh B có một điều mà em rất là trân trọng, đó là học cùng với những người thầy hết sức tâm huyết và có nhiệt huyết. Khả năng của em đặc thù liên quan đến tiếng Anh nên em thường gắn liền thời gian học tập của mình với các thầy cô trong tổ tiếng Anh. Cách giảng dạy của các thầy cô rất là vui và đặc biệt là truyền được những cảm hứng nhất định. Em rất là thích cách mà các cô tương tác với học sinh trong giờ học, cũng như là tạo được tiếng cười một cách sảng khoái. Nói về học tập của em thì bản thân em tự nhận thấy mình cũng không phải là người thật giỏi giang, nhưng mà những gì em đạt được cũng khiến bản thân và gia đình rất tự hào. Em tự nhận thấy mình không phải là một người chăm học ở lớp, thì đặc biệt trong những giờ học của thầy cô giáo giảng thì em cảm thấy nhất thiết phải tập trung cao độ. Về nhà thì ngoài những bài tập mà thầy cô giáo giao, cũng thi thoảng em tìm tài liệu trên mạng, cũng không nhiều. Có thể là những cái điều đó chưa đủ để khiến em có được những kết quả mà em đã đạt được ngày hôm nay, mà nó còn dựa một chút vào sự cố gắng và động lực đến từ thầy cô. Rất nhiều bài kiểm tra và những kỳ thi của em đạt, dù cố gắng rất nhiều nhưng không thể đạt được kết quả như mong muốn. Em thiết nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ngoài giờ học chính khóa trên lớp thì các thầy cô trong tổ cũng tạo nên những khoảng thời gian để bọn em có thể sinh hoạt ngoài giờ, đặc biệt là những hoạt động như thể dục, thể thao. Em thực sự rất là yêu thích môn đá bóng, và các thầy cô cũng để cho bọn em có một sân chơi và những thời gian rảnh rỗi. Bộ môn khác đó là võ thuật, em cũng theo học tại trường, vừa cho em được tính can đảm, lại còn rèn luyện được sức khỏe, và em cũng kết được thêm nhiều bạn mới, để cho chúng em có một môi trường học tập thực sự năng động và sảng khoái, đặc biệt là sau những giờ căng thẳng, và sẽ có tiếp thêm tinh thần để những giờ tiếp theo được hiệu quả và chất lượng hơn.